Sáng 25 tháng 11, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tại tọa đàm, nhiều đại biểu nêu thực trạng doanh nghiệp và người lao động không mặn mà với các phong trào thi đua khen thưởng là do lo ngại bị lộ bí mật kinh doanh, nên doanh nghiệp không muốn báo cáo thành tích và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều ý kiến cũng đề nghị việc khen thưởng phải kịp thời, đúng người đúng việc, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp. Phải nâng cao chất lượng khen thưởng, làm cho công tác khen thưởng trở thành động lực biểu dương và ghi nhận đúng thành quả từng cá nhân, từng tập thể. Coi như vậy sẽ tạo được không khí lao động hăng say, đoàn kết, trách nhiệm và giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho rằng, khi phát động thi đua khen thưởng, cần phải tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn người lao động hiểu về phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng, phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch và xuất phát từ các công đoàn cơ sở. Đồng thời khuyến khích khen thưởng người lao động trực tiếp, các gương điển hình tiên tiến và đặc biệt. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn phải theo dõi, lưu trữ hồ sơ thi đua khen thưởng thật kỹ, chi tiết để đề xuất kịp thời các cá nhân tập thể đạt thành tích cao, có sáng kiến hay.